Sắp lên xe hoa, dịp Lâm Anh đưa hội chị em ra biển quậy tới bến, nhưng xem tiệc độc thân của Tú Vi mới cạn lời. Trước khi chính thức theo chàng về dinh, dịp Lâm Anh và dàn mỹ nhân showbiz gây chú ý với những buổi tiệc độc thân hoành tráng. Hiện nay, tiệc chia tay đời độc thân không còn quá xa lạ ở Việt Nam, nhất là đối với người nổi tiếng. Trước khi chính thức về nhà chồng, dịp Lâm Anh cũng tổ chức một buổi gặp mặt thân thiết diễn ra trên bãi biển, cùng hội chị em bạn dì như Hoa hậu Kỳ Duyên, Julie Nguyễn, Hot Girl Hà La Ti. Người đẹp đi du lịch cùng bạn bè lần cuối với tư cách là một cô gái độc thân. Dịp Lâm Anh hóa thân thành cô dâu trong bộ ảnh thực hiện cùng hội chị em thân thiết. Các cô gái chọn váy áo theo Discord trắng cho ngày đặc biệt của dịp Lâm Anh. Còn Tú Vi chấm một resort hạng sang ở Bà Rịa Vũng Tàu để tổ chức tiệc độc thân trước khi cô chính thức theo chàng về dinh. Mỹ nhân sinh năm 1986 tự tay cắm hoa, trang trí bàn tiệc, giăng đèn dây thổi bóng bay để trang hoàng căn phòng. Sau khi dùng bữa cơm thân mật, Tú Vi và người thân bạn bè đồng loạt diện trang phục pyjama, đeo tai thỏ hết sức dễ thương. Ý tưởng của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bật cười. Nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, không ngạc nhiên khi bữa tiệc chia tay đời độc thân của Hà Anh được tổ chức theo phong cách Playboy. Đòi hỏi các vị khách phải ăn mặc sexy. Bản thân siêu mẫu cũng đút mắt người xem với bộ trang phục không thể quyến rũ hơn. Trong tiệc chia tay độc thân của Ngân Khánh, cô và khách mời Lê Phương diện váy công chúa rất đáng yêu. Tiệc độc thân của Kim Hiền diễn ra tại Mỹ với sự tham dự của những chị em trong nghề thân thiết. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Hương Phù Sa gửi lời cảm ơn chị Việt Hương, anh Hoài Phương, Hoài Tâm, Ngọc Nguyên đã dành thời gian để đến buổi tiệc tiễn em gái đi lấy chồng. Trước ngày cưới, Công Vinh và Thủy Tiên cũng mở tiệc chiêu đãi họ hàng ngay tại quê hương Kiên Giang của Thủy Tiên vào cuối năm 2014. Trong khi cô dâu để mặt mộc đi tiếp bà con láng giềng, thì Công Vinh kéo một số tuyển thủ Việt Nam ra quán để ăn mừng.